Đây xin diễn giảng bài pháp và có chủ đề là lựa chọn pháp thiền phù hợp để thực hành. Thì trong những cái pháp thiền mà Đức Phật dạy thì riêng về thiền định là có 40 pháp, có 40 cái đề mục để thực hành. Và thì tất cả những cái đề mục thiền định này đều làm nền tảng cho thiền quán. Và cái pháp mà cần chú trọng nhất đó là thực hành pháp thiền quán. Nhưng mà muốn phát triển được cái thiền tuệ thì có thể dựa trên thiền định thì nó sẽ dễ dàng nhất. Vậy cho nên là có hai hạng hành giả. Một được gọi là chỉ thừa hành giả, là cái người hành thiền định trước, sau đó thì chuyển sang thực hành thiền quán sau. Và thứ hai là cái người thực hành đi thẳng vào thiền quán. Thì hai cái con đường này đều được hết và đều đi đến cái chứng đắc Niết Bàn hết. Nhưng mà đối với một cái người sơ cơ thực hành thiền ấy, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với người bắt đầu thực hành thiền, có thể là sẽ gặp được một cái pháp thiền nó rất là phù hợp với mình và sẽ thấy rằng cái sự thực hành đấy nó sẽ rất là dễ dàng. Còn nếu như cũng có những cái người thực hành một cái pháp mà nó không phù hợp với mình thì sẽ thấy rất là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái sự thực hành đấy. Vậy nên nếu như mình mà biết lựa chọn một cái pháp thiền phù hợp thì cái sự thực hành nó sẽ mất ít thời gian hơn và cái kết quả đạt được sẽ nhanh chóng dễ dàng hơn. Tuy nhiên là vào thời Đức Phật thì Ngài Xá Lợi Phất có nhận một vị đệ tử. Vị này cũng đi xuất gia làm tỳ kheo và học thiền với tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một vị đệ tử có trí tuệ đệ nhất trong các bậc A-la-hán, thanh văn đệ tử của Đức Phật. Thế mà Ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái người đệ tử này pháp môn thiền niệm 32 thân Phật, tức là quán 32 thể trược. Thì trong thời Đức Phật thì cái pháp thiền thân hành niệm, tức là quán 32 thể trược, hầu như là một cái con đường ngắn nhất, nhanh nhất, dành cho những cái người nào có cái trí tuệ nhạy bén nhất để chứng đắc đạo quả, chứng đắc các cái quả vị sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cho nên là thời ngày đấy, mấy cái người bắt đầu vào sơ cơ, bắt đầu vào xuất gia, tập sự xuất gia thôi, là các vị thầy tế độ đã dạy cho những cái vị giới tử đấy là quán 32 thân Phật, học cách quán tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc, thịt, gân, xương, tủy, thận, thận, tủy, xương, gân, thịt. Tức là cứ quán ngược, quán xuôi, quán ngược, quán xuôi như vậy. Và nhất là trong cái lúc, trong cái ngày xuất gia thì có những cái vị mà quán 32 thể trược đấy và rất là nhiều người chứng đạo quả ngay trong lúc quán đấy. Có người chúng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Ngay trong cái lúc mà đang cạo đầu kết hợp với lại quán 32 thể trược. Và sau đó thì trong cái sự tu tập cũng rất là nhiều người chứng đắc đạo quả khi mà thực hành quán 32 thể trược. Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, dạy cho cái vị đệ tử này trong suốt 3 tháng mùa mưa, 3 tháng an cư, dạy cái pháp quán 32 thể trược. Nhưng mà có cái vị đệ tử, những cái người khác thì người ta tu rất là dễ dàng và trong 3 tháng ấy người ta đều chứng đạo quả. Nhưng mà có một cái vị này thì suốt 3 tháng ấy không khởi lên một cái định tướng nào. Tức là không có vào định mà cũng không đắc, chứng đắc được một cái gì. Thì lúc này Ngài Xá Lợi Phất cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Mà cái người này thì giới hạnh thì tốt, mà tâm tính cũng thuần thành, mà sao tu tập lại khó khăn thế. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới dẫn đến gặp Đức Phật và trình bày rằng con dạy cho vị đệ tử này suốt 3 tháng một cái pháp thiền 32 thể trược mà vị đấy không hề có được một chút định tâm nào, không hiểu tại sao. Thế là lúc đấy Đức Phật mới nói rằng vì ông không có cái trí để thấy được căn tánh của chúng sinh, cho nên ông không có dạy được đúng cái pháp, và ông hãy để đệ tử ở đây rồi ngày mai đến đón về. Và cái vị tỳ kheo đó ở bên Đức Phật thì Đức Phật cho vị đó mặc những cái bộ y rất là đẹp,
Và khi Đức Phật khất thực thì Đức Phật bảo hay đi theo. Bởi vì khi Đức Phật đi khất thực sẽ được cúng dường những cái vật thực rất là thượng hạng và được ăn những cái đồ ngon. Sau đó trở về thì Đức Phật dạy vị ấy là hãy đi sâu vào trong rừng. Rồi Đức Phật dùng thần thông của mình hóa hiện ra một cái bông hoa sen màu đỏ và cho vị ấy quán cái đề mục ca si lá màu đỏ. Thì cái vị đấy quán ca si lá màu đỏ thì trong buổi chiều hôm đấy, cho đến tối hôm đấy thì vị đó đắc các tầng thiền. Và sau đó Đức Phật dùng cái thần thông của mình làm cho cái bông hoa sen nó héo tàn. Rồi dạy vị đấy là quán về cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên năm uẩn. Nó cũng sẽ tàn hoại như bông sen đấy. Thì cái vị đấy trong cái lúc một tí thời thiền đấy, vị đó quán như vậy. Thì vị đó chứng A-la-hán ngay tức thì. Để thành tựu được tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích. Thì lúc đấy thì các vị tỳ kheo rất là kinh ngạc. Bởi vì cái vị này học với Ngài Xá Lợi Phất suốt 3 tháng mà không có chứng đắc đạo quả. Mà chỉ học với Đức Phật thì chỉ có một thời thiền thôi. Chỉ có nửa ngày thôi mà chứng đến A-la-hán. Thì đấy là Đức Phật nói là vì chỉ có một vị Phật chánh đẳng chánh giác mới hiểu rõ cái căn tánh của chúng sinh. Bởi vì Đức Phật trước khi mà dạy cho những cái vị nào về cái pháp tu tập thì Đức Phật sẽ quán những cái ba la mật của các cái vị đó ở trong kiếp trước vị này hay làm cái việc gì, có những cái tâm tánh nó khuynh hướng điều gì. Thì Đức Phật thấy là cái vị tỳ kheo này trong 500 kiếp làm thợ vàng kim, tức là chuyên luyện vàng, tức là nhào vàng để chế tạo ra những cái đồ trang sức. Cho nên cái tâm của vị đấy chăm chú vào vàng rất là nhiều, cho nên là một tỳ vết trên cái đồ trang sức vị đấy cũng không chấp nhận được. Và vì vậy cho nên là cái tâm của vị đó hướng về cái sự thanh tịnh nhiều và không chấp nhận cái sự bất tịnh. Vậy cho nên là khi đi học thiền với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất dạy cái pháp thiền bất tịnh, cho nên là vị đấy không phù hợp. Thì cái tâm của vị ấy là phải học một cái pháp thiền thanh tịnh. Thì Đức Phật biết được điều đó, Đức Phật dạy cho vị đó thực hành một cái pháp thiền có cái tính chất là nó thanh tịnh nhất, đó là ca si lá đỏ. Đỏ thì nó mang cái tính rất là rực rỡ, rất là xinh đẹp. Và sau đó thì vị đó đắc thiền và chuyển sang hành thiền quán và thành công ngay tức thì. Thì đấy là vì vậy cho nên là đối với thời Đức Phật thì cái người nào mà được gặp Đức Phật mà được Đức Phật hướng dẫn cho cái sự tu tập thì có thể là chỉ trong một ngày một đêm là đã chứng đắc đạo quả. Có thể là 7 ngày 7 đêm, có thể là 7 tháng 7 năm, nó tùy cái ba la mật của mỗi người. Nhưng mà Đức Phật có thể trong cái sự giảng dạy của Đức Phật thì Đức Phật thấy được cái người này có cái tâm tính như thế nào, căn cơ ra sao, các cái ba la mật trong quá khứ ra sao. Nhưng mà những cái khả năng đấy chỉ Đức Phật mới có. Về thời sau này thì không ai còn những cái khả năng để thấy được cái căn cơ, căn tánh của chúng sinh. Cho nên là cái sự giảng dạy về cái pháp thiền chủ yếu là dựa trên kinh nghiệm của những vị thầy. Mỗi vị thầy có một kinh nghiệm. Ví dụ như là một vị thầy mà chỉ có thực hành thiền quán thôi, thì khi mà giảng dạy lại, vị đấy chỉ dạy được thiền quán mà không dạy được thiền định. Có những cái vị thầy dạy, vị đấy học được pháp thiền chỉ quán, thì sau này vị đấy sẽ dạy lại pháp thiền chỉ quán. Cái vị đấy cũng khó mà dạy thẳng vào thiền quán được. Thế là dạy theo kinh nghiệm là chính. Đấy, còn chỉ có thời Đức Phật thì Đức Phật dạy theo cái căn tính của từng người. Vậy vậy cho nên là về sau này học thiền thì thứ nhất là một cái vị thiền sinh đấy có thể tự biết được căn tính của mình. Hoặc là một cái vị thầy có thể biết được căn tính của cái vị đệ tử bằng cái cách là phải thân cận một thời gian. Qua một thời gian dài thì mới bộc lộ hết ra những cái bản chất tính tình thì mới biết được, thì mới có thể dạy theo đúng cái căn tánh của mỗi người. Nhưng mà trong cái sự tu tập thì thứ nhất là mình sẽ với một cái người có kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm về các cái pháp thiền, thứ nhất là mình có thể học và có thể nắm vững được một số những cái phương pháp, và sau đó thì mình có thể lựa chọn tìm hiểu xem mình phù hợp với phương pháp nào. Mình có thể thực hành cái phương pháp mà mình lựa chọn để mình thực hành để mình đạt được cái kết quả tốt nhất. Vậy thì thứ nhất là với một cái người sơ cơ thực hành mình cần nắm qua được những cái đề mục thiền. Trong đó là có 40 đề mục thiền và mỗi đề mục thiền nó có những cách thức tu tập khác nhau. Và sau đó mình sẽ lựa chọn ra cái đề mục nào,
cái pháp thiền nào phù hợp và mình sẽ chuyên sâu thực hành cái pháp thiền đấy. Và mình tự mình nhận biết được cái căn tánh của mình nữa, thì mình sẽ biết được mình phù hợp với pháp thiền nào. Trong 40 đề mục thiền đấy thì có 10 đề mục thiền gọi là 10 ca xin lá, hay gọi là 10 biến xứ. 10 ca xin lá ở đây có nghĩa là mình sẽ có ca xin lá đất, ca xin lá nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Đấy gọi là 10 biến xứ ca xin lá. Gọi là ca xin lá bởi vì là mình phải đi tìm một cái vòng tròn, tức là một cái đĩa có cái đường kính tầm 30 cm vòng tròn đó. Nếu mà hành ca xin lá đất thì mình phải lấy cái đất màu nâu hơi đỏ, tức là phải tìm được cái đất sét và mình chát lên đấy rất là phẳng phiu và rất là trong sáng, trong sạch. Và mình phải treo cái ca xin lá đấy ở trước mặt, mình mở mắt ra mình nhìn, sau đó nhắm mắt lại mường tượng và niệm đất, 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 cho đến khi nào cái tâm của mình nó định tĩnh, nó bắt được cái sơ tướng đất, rồi dần dần cái học tướng nó sáng dần đi, thế nó trở thành tự tướng, nó trở thành cái quang tướng rực rỡ. Thì đấy là mình sẽ đắc định trên cái sự thực hành bằng cái biến xứ đất đấy. Hoặc là một người mình cũng có thể thực hành bằng cái biến xứ nước. Mình lấy một cái thau nước để trước mặt, mở mắt ra, sau đó nhắm mắt lại mình niệm nước, nước, nước. Còn có những người thì thực hành ca xin lá lửa, đốt lên một đám lửa, xong mình dùng một cái tờ bìa quét một cái vòng tròn, nhìn qua đấy mình thấy cái ngọn lửa, không nhìn vào cái chất liệu cháy, không nhìn vào cái khói của lửa, mà chỉ nhìn vào cái tâm điểm của lửa thôi. Mình cứ niệm lửa, 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 lửa. Hoặc là một người niệm ca xin lá gió, là mình đứng mình thấy cái gió nó thổi trên mặt mình, rồi mình hướng cái tâm vào đấy mình niệm gió, gió. Đấy gọi là bốn niệm về bốn cái đại chủng ca xin lá là đất, nước, lửa, gió đấy. Và bốn ca xin lá màu đen, vàng, đỏ, trắng. Đen, vàng, đỏ, trắng thì mình cũng phải dùng những cái sơn, mình sơn lên một cái đĩa tròn với đường kính 30 phân ấy, treo ở trước mặt. Ví dụ như ca xin lá đen thì mình sơn đen, hoặc là mình nhìn vào cái tóc của một cái người khác, sau đó nhắm mắt lại hình dung ra cái màu đen, phải niệm đen, đen. Hoặc là vàng thì mình lấy sơn vàng, màu đỏ thì mình lấy sơn đỏ, màu trắng lấy sơn trắng. Ngoài ra thì còn có ca xin lá ánh sáng, nhìn vào cái ánh sáng của mặt trời chiếu trên nền nhà, sau đó nhắm mắt lại mường tượng niệm ánh sáng, ánh sáng. Hoặc là hư không thì mình nhìn lên hư không và một cái điểm nhỏ nhỏ, nhắm mắt lại mường tượng niệm hư không, hư không. Thì đấy được gọi là 10 biến xứ hay là 10 ca xin lá. Cái cách thức thực hành 10 ca xin lá này thì là mình phải tạo ra những cái dụng cụ, tức là trước khi muốn thực cái pháp đấy phải tạo ra những cái dụng cụ đấy để thực hành. Còn có 10 cái pháp là pháp về quán tử thi. Có những cái, có 10 cái pháp mà để niệm về cái xác chết. Ví dụ như là một cái người có thể thực hành thiền bằng cách niệm xác chết. Phải nhìn thấy bằng mắt thật, nhìn thấy một người chết nào đấy. Rồi sau đó nhắm mắt lại mình hình dung ra cái xác chết đấy, niệm xác chết, xác chết. Thì xác chết có chia ra thành 10 đoạn. Đó là xác chết mới chết thì hơi trương sình lên một tí, thì được gọi là cái đề mục xác chết sình trương. Hai là xác chết mà đã chuyển màu rồi, thành màu đen, màu xanh rồi, xác chết bầm xanh. Là cái xác chết đấy đã được vài ngày sau rồi thì mưng mủ lên rồi, thì gọi là xác chết mưng mủ. Hay là xác chết vài hôm sau nữa thì nứt nẻ ra, xác chết nứt nẻ. Hay là có những xác chết bị những cái con thú nó đã gặm nhấm một phần rồi, xác chết bị gặm nhấm. Có cái xác chết một thời gian sau nữa thì nứt nẻ to thêm ra. Có những cái xác chết thì máu me be bét, xác chết máu me. Rồi có những xác chết thì đã phân tán ra, mỗi nơi khúc, mỗi nơi một khúc, đầu mắt, đầu chân tay phân tán ra. Và có cái xác chết thì toàn là sâu bọ trùng đã rục rỉ ở trên đấy. Có những xác chết thì hoại hết phần thịt ra rồi chỉ còn lại bộ xương, thì gọi là thiền bộ xương. Thì đấy được có 10 cái đề mục liên quan đến xác chết. Và cái thời thời Đức Phật cũng rất là chú trọng cái pháp thiền này, bởi vì đưa lại cái sự ni dục rất là cao. Và những cái người mà chứng đắc đến đạo quả nhờ niệm về xác chết này rất là nhiều. Bởi vì thời xưa ở bên Ấn Độ người ta không chôn người chết. Người chết người ta có cái văn hóa là bỏ cái xác chết đấy vào một cái cánh đồng, hoặc là vào một cái thung lũng trong những cái khu núi hoang, cứ bỏ, cứ vất không như thế.
thì cái xác chết rất là nhiều, chất chồng lên đấy. Và những cái người tu tập thì cứ đi vào trong những cái nghĩa trang mà quang bỏ xác chết đấy, là có thể có những cái pháp, có những cái đề mục để thực hành cái pháp thiền niệm về tử thi. Và có thể có những vị chứng đắc đạo quả ngay trong cái lúc mà vị đó đang đứng niệm tử thi đó. Thì đấy là 10 cái pháp niệm về xác chết. Còn có 10 cái pháp tùy niệm, tưởng niệm, đó là niệm Phật, tưởng niệm đến ân Đức Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm về cái sự giữ giới, niệm về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, niệm về cái hạnh giữ giới, niệm về cái việc bố thí, bố thí mình niệm về cái sự hoan hỷ về cái việc bố thí, niệm chư thiên, niệm các cái đức hạnh của chư thiên, niệm về sự chết, niệm về cái sự đức tính của Niết Bàn, niệm về cái thức ăn vật thực bất tịnh, và niệm tứ đại, niệm thực hành cái pháp thiền niệm tứ đại. Thì đấy là 4 pháp tùy niệm, và niệm hơi thở vào ra, thì đấy cũng là một trong những cái pháp thiền. Còn có những cái pháp thiền vô sắc giới, và 4 cái pháp thiền tứ vô lượng tâm, tức là thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đấy được gọi là 4 pháp thiền mà có thể mở rộng tâm vô lượng vô biên, được gọi là thiền tứ vô lượng tâm. Và thiền vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cộng với lại pháp thiền 32 thể trược, 32 thân phần, và thiền niệm hơi thở, thì tổng cộng là có 40 cái pháp thiền như thế. Thì trong đó chỉ có 4 cái pháp thiền vô sắc, đó là không vô biên xứ, sở thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì 4 cái pháp thiền này không thể thực hành ngay ở cái người sơ cơ, không thể thực hành ngay được, mà phải là một người đã đắc các cái tầng thiền, đã đắc các tầng thiền sắc giới mới có thể thực hành được 4 cái tầng thiền vô sắc này. Và cái pháp thiền tâm xả, 4 cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả, thì một người sơ cơ có thể thực hành được thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, nhưng không thực hành được thiền tâm xả. Phải khi nào chứng đắc tam thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ mới thành được thiền tâm xả. Vậy chỉ có 5 cái thiền đấy là không dành cho người sơ cơ. Còn lại tất cả những cái pháp còn lại, 35 pháp thiền còn lại, thì người sơ cơ đều có thể lựa chọn. Tức là một cái người mới bắt đầu tu tập, mình có thể lựa chọn một cái pháp thiền nào đấy mà phù hợp để thực hành. Và thực hành một cái pháp thiền phù hợp với mình thì sẽ dễ dàng đi sâu vào định, và có thể dễ dàng đắc được định. Khi mà đã đắc được định rồi, với một pháp thiền rồi, thì tất cả các pháp thiền khác sẽ trở nên rất dễ dàng. Cho nên là cái bước đầu tiên thì đó phải lựa chọn một cái pháp thiền để mình công phu chuyên cần thực hành trong một thời gian rất là dài, có thể là một tuần, tháng, nhưng mà cũng có thể mình phải thực hành cái pháp thiền đấy 1 năm, phải thực hành cái pháp thiền đấy 10 năm, 20 năm, có thể phải thực hành suốt cuộc đời để mình chứng đắc được cái pháp thiền đấy. Có đắc được một trong bằng trong số những cái pháp thiền đấy rồi thì mới có thể tiến đến thực hành những cái pháp thiền khác một cách dễ dàng, và tiến đến thực hành những cái pháp thiền cao hơn, như là thực hành được thiền quán, và mới có thể đi đến chứng đắc được những cái pháp thiền siêu thế. Vậy thì phải có một cái pháp thiền nào đấy để mình chuyên sâu thực hành, và dành rất nhiều thời gian cho cái pháp thiền đấy mới có thể đi vào đắc định được. Bây giờ muốn biết làm sao mình phù hợp với pháp thiền nào, thì sẽ Đức Phật trong cái, nhất là trong Thanh Tịnh Đạo dạy về cái pháp thiền ấy, thì sẽ chia ra cái căn cơ, cái căn tính của mỗi người, tùy theo cái căn tính của mỗi người mà phù hợp với những pháp thiền khác nhau. Thì trong đó là có 3 cái tánh về hướng về bất thiện, và 30 cái tánh hướng về cái điều thiện. Thì có những cái người thì có cái tánh tham rất là lớn, có những cái người thì tánh sân rất là mạnh, có cái người thì có tánh si rất là mạnh. Vậy thì đấy là 3 tánh bất thiện, và nó có 3 cái tánh hướng thiện, đó là tánh tín, tánh tuệ và tánh tư duy. Thì 3 cái tánh hướng về bất thiện nó sẽ được khởi ra trong cái lúc mà mình mới ngồi thiền ấy. Ví dụ người mà có tánh tham mạnh thì trong lúc ngồi thiền mình sẽ thấy là tham dục nó khởi lên rất là nhiều, nó khởi lên nhiều hơn những cái tư tưởng khác, thì cái người đấy chắc chắn là sẽ nặng về tham dục, cái người đấy thuộc về tánh tham thì nhiều hơn.
Có cái người tánh sân ấy, thì trong lúc ngồi thiền ấy, cái tâm nó toàn hướng đến những cái điều sân hận. Có những cái chuyện cách đây vài ngày, vài tháng, vài năm, có khi vài chục năm. Có khi là mình đã quên đi rồi, nhưng lúc ngồi thiền bắt đầu là tâm nó tĩnh lặng, nó mới hay gợi nhớ đến. Và lúc đấy những cái điều sân hận nó khởi lên. Và lúc đấy mình sống, mình ngồi thiền mà mình cảm thấy nó cứ bị giằng co, bị giằng xé, bị thiêu đốt bởi cái tâm sân hận đấy. Vậy thì cái này gọi là sân triển cái. Nó sẽ bộc lộ lên rất nhiều. Có cái người thì có cái tánh si nó mạnh, thì lúc đấy ngồi là hay sinh ra nghi ngờ, thắc mắc. Nó hỏi mình làm như thế này đúng hay sai nhỉ? Hành lễ này thì được cái lợi ích gì? Bắt đầu nghi ngờ, mình không biết là Đức Phật có thật không? Pháp có thật không? Có cái con đường đi đến Niết Bàn không? Có cái sự chứng ngộ không? Có cái sự giải thoát giác ngộ? Có cái đời trước, có cái đời tương lai không? Bắt đầu nó nghi ngờ mông lung đủ mọi thứ trên đời. Hoặc là nó phóng dật năng xăng. Ngồi đấy nhưng mà nó cứ quên hoài, không ghi nhớ được cái đề mục. Thì cái đấy là cái nó bộc lộ ra rõ là cái tánh si. Còn có những cái người thì có cái tánh đức tin. Thì khi ngồi đấy thì bắt đầu hay suy nghĩ về những cái gì đó thiêng liêng, mầu nhiệm. Ví dụ như là người đấy hay nghĩ về những cái cảnh giới thần thánh, những cái cảnh giới là vô hình, những cái cảnh giới tâm linh thiêng liêng. Tức là hay nghĩ đến những cái chuyện mầu nhiệm thiêng liêng, hay mong cầu ai đó phù hộ ban cho mình những cái này cái kia. Tức là cái người đấy hay có cái tâm hướng về, nếu như đức tin mà chân chánh thì hay hướng về Phật Pháp, nhưng mà đức tin mà không chân chánh thì hay hướng về mê tín. Còn cái tánh tuệ, cái người mà nặng về tánh tuệ thì ngồi đấy là hay phân tích, ngồi đấy là bắt đầu suy luận, phân tích cái hơi thở quá là chi tiết, rõ ràng, cái gì cũng phải chi ni tường tận. Thì cái sự quan sát đó nó quá rõ và nó cũng làm cho cái tâm căng thẳng mệt mỏi. Rồi bắt đầu suy luận mông lung những cái kiến thức mà mình đã từng được nghe, từng được học, từng được đọc. Bắt đầu lúc đấy bắt đầu nó khởi về và cứ thế là suy luận, rồi là đi theo những cái phân tích, theo những cái đánh giá, đi theo những cái nhận định đúng sai phải trái, tránh tà tốt xấu, được mất hơn thua, đủ mọi thứ trên đời. Đấy là cái người có cái tánh tuệ là nghiệm thiên về phân tích. Còn có những cái người thì có một cái tánh là tánh tư duy. Tánh tư duy thì cũng hay phân tích, cũng hay suy nghĩ nan man. Tức là cái người có tánh tư duy thì ngồi suy nghĩ một cái gì đó, suy nghĩ liên hồi từ cái này logic đến cái kia, từ cái kia logic đến cái này. Tức là suy nghĩ mà nó không có mạch lạc rõ ràng, và nó cứ triển miên từ cái này nó dẫn dắt đến những cái suy nghĩ khác, từ cái suy nghĩ khác nó dẫn dắt đến suy nghĩ khác nữa. Và đấy là có những cái suy nghĩ trầm tư duy nan man liên miên như vậy. Đấy là cái người thiên về tánh tư duy. Thì mỗi người có những cái tánh đấy, thì những cái tánh này có những người thì hiện ra rất là rõ ràng, rất là bộc lộ, rất là rõ ràng. Nhưng mà cũng có những cái người, những cái tánh này không được rõ ràng lắm. Nó nơ mơ, tức là tham thì nó cũng có, sân nó cũng có, si nó cũng có. Không biết được là cái nào mạnh hơn cái nào. Nhưng mà cũng có người thì rất là rõ ràng. Tham ra tham, sân ra sân, thì rất là nặng về tham nhưng mà không nặng về sân. Hoặc rất là nặng về sân nhưng không nặng về tham. Hoặc là nặng về tham, sân nhưng không nặng về si. Tức là những cái tánh đấy thì rất là khó nhận biết. Có những người thì nó bộc lộ rõ ra, rất dễ nhận biết. Nhưng mà có những người thì nó rất là vi tế và khó nhận biết. Thì nguyên nhân tại sao mà những cái tâm lý đấy thì nó là do những cái tập khí của mỗi người trên đời. Ví dụ như là có thể là do những cái người mà có cái tánh tham là do những người đấy thường tái sinh từ các cõi thiên giới, nên là thưởng thụ cái ngũ dục nhiều. Bây giờ cái tâm lý nó vẫn còn cái khuynh hướng hưởng thụ những cái dục này, cho nên là hay thiên nặng về tánh tham. Ví dụ những cái người như thế thì nó bộc lộ rõ ra, cả trong cái tâm mình, cái lúc mình ngồi thiền những cái dục tham triền cái nó khởi lên. Mà không những như thế, nó còn bộc lộ ra những cái hành động cử chỉ hàng ngày. Ví dụ như là cái người đấy sẽ có cái tánh tham thì rất là sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất, rồi rất là khôn khéo.
và tìm những cái cách gì để được hưởng thụ những cái lợi lạc, lợi ích. Hoặc là cái người đấy hay có cái tính ngã mạn, hoặc là đôi khi cái tham nó cũng đi với những cái tà kiến. Người đấy thích những cái đẹp, hay tưởng nhớ đến những cái đẹp, hay chạy theo những cái cảnh đẹp, những cái âm thanh hay, hoặc là tham sắc, tham thanh, hương vị xúc. Thì đấy nó cũng là những cái, nó cũng có thể bộc lộ ra như vậy. Hoặc là người có tánh sân thì nó cũng, nếu mà tánh sân nó rất là mạnh thì thường thường là những người đấy nó mà bộc lộ ra một cách rõ ràng là do những cái tập khí hung dữ, từ có thể là bị đó tái sinh từ các cái hàng như là quỷ sứ hay là mãng xà hay là hổ báo, rắn rết, thì bây giờ cái tánh sân nó mới còn bộc lộ lên rất là rõ. Thì những cái người đấy cũng sẽ dễ dàng bộc lộ ra bằng những cái hành động lời nói bên ngoài. Ví dụ như là những cái người đấy hay nóng giận, hay nổi khùng, rồi là hay có những cái hành động, có những cái lời nói nó rất là thô bạo. Thì đấy nó cũng là người thuộc về hạng tánh sân. Còn những người mà có tánh si mà nó rất là nặng, ví dụ như là người đấy thường tái sinh từ những loài rất là thấp như là bằng sinh. Rồi là bây giờ cái tánh sinh thì có cái tánh si thì là hay có cái tính sợ hãi, hay hoang mang và không biết nhận định đúng sai, mà luôn luôn là theo mà bị tức là cái tư tưởng của mình ảnh hưởng cái tư tưởng của người khác. Ví dụ như là người khác người ta nói rằng cái này là tốt thì cái vị đấy cũng nói theo ở đây là tốt, còn những cái người khác người ta nói cái này là xấu thì cái vị đấy cũng sẽ nghe theo lời và nhận định, tức là vị đó không có cái nhận định của riêng mình trong một cái vấn đề gì, mà vị đó chỉ luôn luôn bắt chước người khác. Người ta làm cái gì thì mình bắt chước làm theo, người ta nói gì thì bắt chước nói theo, người ta nghĩ như thế nào thì mình cũng bắt chước những cái suy nghĩ đấy theo. Vậy cái người mà không có cái lập trường, không có cái sự tự nhận định, tự đánh giá, tự phân biệt được những cái điều đúng sai, tốt xấu, phải trái, chánh tà, mà luôn luôn sống theo tư tưởng, sống theo quan điểm, sống theo cái sự tác động của người khác, thì có thể là bộc lộ ra cái bản chất đấy là người có tánh si. Còn có những cái người mà có tánh đức tin mà rất là mạnh ấy, thì đó là ví dụ những cái người đấy người ta hay tôn thờ, tôn kính những cái bậc thiên thần, những cái bậc thần linh, hoặc là cũng có thể cái vị đó có cái đức tin về Đức Phật, Phật Pháp, thì người đấy sẽ có cái tín ngưỡng rất là cao, hay tin, mà rất là hay tin những cái điều huyền bí, những cái điều ví dụ tin vào thần thánh, kính trọng những thần thánh. Thì những cái người mà có cái tánh tin ấy, thì người ta hay có cái khuynh hướng làm phước cao, khuynh hướng làm thiện lớn. Mặc dù là cái tánh tin với lại cái tánh của người tham rất là giống nhau, người có tánh đức tin với người tánh tham thì người ta đều có cái sự nhẹ nhàng, đều có cái sự dịu dàng, đều có cái sự khôn khéo, đều có. Nhưng mà người tánh đức tin thì khuynh hướng về thiện nhiều, còn người tánh tham thì khuynh hướng về bất thiện nhiều. Còn cái người mà có tánh tuệ, tức là tánh mà hay phân tích, thì cái người này thì đương nhiên là cái có một cái trí tuệ cao hơn những người khác một chút, và hay suy xét, hay nhận định, hay đánh giá để tìm hiểu những cái điều đúng sai, tốt xấu. Người này có bản lĩnh hơn những người khác. Thì với cái người có tánh tuệ thì cũng hơi giống với người có tánh sân. Người có tánh tuệ tức là người ta sống rất là đơn giản, không cầu kỳ, không hoa mỹ, không có phô trương, không có thích rườm rà, mà cái gì cũng rất là đơn giản, ngắn gọn, xúc tích và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, chứ không rườm rà hoa mỹ như là những cái người có tánh tham. Nhưng mà người có tánh tuệ thì trông vẻ bên ngoài thì rất là giống với, rất là bộc trực, ngay thẳng, thẳng thắn, nghiêm túc như là người sân, như người có tánh sân. Nhưng mà cái có tánh tuệ thì khác với tánh sân, đó là luôn luôn muốn tìm hiểu để biết về sự thật. Còn người có tánh sân thì người ta lại có cái khuynh hướng bất thiện hơn, đó là hay buộc tội cho người khác, hoặc là có cái ác ý muốn làm hại người. Còn những người có tánh tuệ thì cũng hay soi mói, hay nhận xét người này tốt, người này xấu, người này đúng hay người này sai, nhưng mà người ta không có cái ý hại người khác, mà người ta chỉ muốn tìm hiểu cho rõ đúng sai, phải trái, chánh tà, tốt xấu. Đấy là cái bản chất của người có cái tánh tuệ. Thì trong những cái tánh đấy thì người có cái tánh tuệ tu tập là tiến bộ nhanh nhất. Và người có cái tánh nữa là tánh tư duy. Tánh tư duy thì
hay suy nghĩ miên man, nan man mọi vấn đề. Ví dụ người có tánh tư duy bộc nộ ra cái tánh đó là thích nói chuyện. Người này biết một tí thôi nhưng mà sẽ đi nói ba hoa suốt ngày. Và cái vị đó thích kết thân với mọi người và thích ngồi nói chuyện cho những người khác nghe những cái chuyện Đông Tây Kim Cổ. Thì cái người này được gọi là ban đêm phun khói, ban ngày tỏa sáng. Tức là cái người này ban đêm ngủ thì vị đó sẽ nằm, vị đó suy nghĩ triền miên nan man rất là khó ngủ, bởi vì mà vị đó suy luận rất là nhiều, phân tích đánh giá, rồi sau đó thì ban ngày đi tìm người để nói chuyện phiếm, để bàn luận đủ mọi chuyện trên đời. Thì có thể nhận định được đây là cái người có cái tánh của người này thuộc vào tánh tư duy, tức là hay suy tư tư duy. Cái người có tánh duy thì giống với người có tánh tánh si. Y thì hay có cái tánh đó là mông lung, hoang mang, do dự, không biết. Còn người có cái tánh tư duy thì lại hay đoán mò và hay bị loạn tâm bởi vì suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều và không thể nhận định đâu là con đường đúng sai. Và cái người có tánh tư duy đấy cũng không có kết luận được đâu là đường đúng, đâu là đường sai, thì cũng giống như người có tánh si, không biết phải trái tốt sai. Còn người có tánh tư duy thì đưa ra quá nhiều quan điểm, quá nhiều vấn đề, quá nhiều con đường, quá nhiều cách thức, và cuối cùng chốt lại vị đấy không có quyết đoán được là phải làm cái gì. Tức là vị đó có rất là nhiều dự định sẽ làm nhưng cuối cùng lại không thực hành được cái gì cả, vì vị đó giống như là một người đứng giữa ngã ba đường và không biết đi đường nào nữa. Thì đó được gọi là sáu cái căn tánh này. Thì bắt đầu trong khi tu tập phải chọn những cái căn, những cái đề mục phù hợp với từng căn tánh. Ví dụ như là người có tánh tham thì cái những cái pháp thiền phù hợp cho cái người có tánh tham đấy là những cái pháp thiền để bất tịnh. Bởi vì tại sao cái tâm mà nó hay khởi lên tham là bởi vì vị đó hay tưởng về tịnh tướng, tức là luôn luôn nhìn vào cái đẹp, nhìn vào cái người có tánh tham, vị đó nhìn ai cũng đẹp, vị đó nhìn ai mà ôi sao xinh thế, đẹp thế, vị đó nhìn cái gì vị đó cũng thấy đẹp, vị đó nhìn thấy cỏ cây hoa lá nó cũng đẹp, vị đó nhìn thấy nhà cửa nó cũng đẹp, quần áo nó cũng đẹp, vị đó nhìn thấy cái gì nó cũng đẹp, và đi đâu vị đó cũng có cái để mà ưa thích, có cái để mà mong cầu, có cái để mà tham đắm, có cái để quyến luyến. Thì bây giờ muốn thay đổi được cái tâm của vị đó cho nó bớt khởi lên cái dục tham đấy thì vị đó phải nhìn lại bằng cái cách là nhìn cái gì nó cũng bất tịnh, nhìn gì nó cũng bất tịnh thì nó mới diệt trừ được cái tánh tham đấy. Vậy thì cái vị đấy phù hợp nhất đó là niệm về xác chết. Với cái người mà ngồi thiền mà cứ hay bị dục tham nó len lỏi, nó tấn công ấy, thì cứ niệm về xác chết một thời gian nó mà mạnh lên rồi thì nó sẽ diệt trừ được những cái tham dục đấy. Có những cái niệm về tử thi, tức là mắt mình phải từng thấy một cái xác chết rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra cái xác chết, cái niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Thì một thời gian sau thì nó sẽ cái tâm của mình nó chú được trên xác chết, nó duy trì được cái hình tướng của cái xác chết đấy. Lúc đấy mình sẽ khi mà nó đã trở nên thể nhập thuần thục rồi thì mình sẽ thấy nhìn thấy cái người sống khác, nhìn thấy cái người khác có thể là rất là đẹp. Trước kia mình nhìn bằng cái con mắt là người này rất đẹp, thì bây giờ khi mình nhìn vào người đấy mình cũng sẽ mường tượng được ra là người này sau này cũng chết, để cũng sẽ thành cái xác chết hôi thối như thế, và mình sẽ thấy không còn cái đẹp nữa mà nhìn đâu cũng thấy nó là ô, nó là bất tịnh. Vậy thì quán cái gì cũng thế, mình có thể nghĩ rằng là quần áo nó đẹp nhưng thực ra khi mặc vào trong người nó cũng ô nhiễm hôi thối. Để tất cả những cái vật chất khác, những cái đồ đạc, những cái đồ dùng khác nó cũng thế, bất cứ ở đâu mà có người sinh sống đều có những cái bất tịnh, nó sẽ phát sinh cùng với những cái mà mình đang sử dụng đấy. Vậy thì lúc đấy vị đó sẽ không còn thấy cái gì là đẹp, cái gì nó cũng bất tịnh hết, và nó sẽ ni tham dần dần. Và vị đó cũng có thể là chuyên tâm thực hành về thiền niệm xác chết nó để đạt đến đắc định cũng được, hoặc là vị đó dùng cái pháp thiền niệm xác chết đó để gột rửa cái tham dục triền cái, sau đó vị đó chú vào một cái đề mục thiền, ví dụ như thiền hơi thở. Một người có thể chọn một pháp thiền nào đó, như là thiền hơi thở là một cái đề mục, là một cái pháp để mình thực hành lâu dài chuyên sâu,
Nhưng mà trong lúc mình ngồi chú tâm trên hơi thở, cứ bị tham dục nó tấn công thì mình có thể chuyển sang niệm xác chết chừng 30 phút, 40 phút để cho cái tham triển cái nó không khởi lên nữa, nó chế ngự được. Trong khi mình quán về cái niệm về cái xác chết đấy, nó chế ngự được cái dục tham triển cái. Rồi sau đó mình chuyển lại hành thiền hơi thở thì vẫn được. Hoặc là mình cứ chuyên sâu thực hành thiền niệm xác chết đấy cũng được. Thì đấy là cũng là cái cách lựa chọn thì thực hành thiền cái pháp đấy là phù hợp. Còn đối với người mà có cái tánh sân nặng, cái tánh sân mạnh, ngồi khi ngồi thiền mình cứ bị cái sân hận nó khởi lên, cái chuyện buồn phiền bực bội, sân tầm hại tầm, tức là cái tâm nó cứ hướng đến những cái sân hận, hoặc là cứ hướng đến những cái bất thiện, những cái ác ý, những cái buồn phiền bực bội từ đâu đâu nó cứ khởi đến, thì phải hành cái pháp thiền rải tâm từ bi hỷ xả, là bốn cái pháp thiền vô lượng tâm ấy. Nên là vị đó phải muốn hành thiền tâm từ, vị đó sẽ nhắm mắt và hình dung ra một cái người cùng phái mình, một cái người mình kính trọng, một cái người đấy phải là người còn sống. Và sau đó mình rải tâm từ là cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc, hoặc là mình, cầu mong cho người này được thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người này thoát khỏi nỗi khổ về thân, cầu mong cho người này thoát khỏi nỗi khổ về tâm. Mình chọn một trong bốn cái câu đấy, mình cứ rải tâm từ cho người đấy, hoặc là mình rải tâm từ đến một đám đông người, những cái người mà mình hay tiếp xúc hàng ngày xung quanh, cầu mong cho mọi người, những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Thì đấy cũng là một cái cách rải tâm từ, và nếu như cứ chuyên sâu thực hành thiền tâm từ cũng được. Hoặc là mình dùng khoảng bỏ ra khoảng 3-40 phút đầu và mình rải tâm từ để gột rửa những cái sân triền cái đi, bằng cách rải tâm từ một chút, sau đó thì quay về thực hành thiền hơi thở. Thì đấy cũng là một cái cách để đối trị lại với cái sân hận. Còn đối với người mà có cái tánh si ở đây là tâm nó hay đi lăng xăng, hay đi lang thang, hay đi đi suy nghĩ nan man, hoặc là khởi lên những cái hoài nghi, thì cái người đấy chỉ cần chú tâm trên hơi thở là được rồi. Cứ gắn bó, gắn chặt tâm trên hơi thở, gom tâm vào một điểm, đừng cho nó đi lang thang, đừng đi lang xăng nữa. Và cứ thế mà chuyên sâu thực hành thiền hơi thở cũng được, cũng rất là phù hợp. Còn đối với người có cái tánh đức tin, mà gọi là tánh mà hay hướng về những cái đấng thiêng liêng, hay tôn thờ, thờ phụng những cái đấng như là thần linh thiêng liêng, hay là Phật, Bồ Tát, hay là chư thiên như vậy, thì cái pháp thiền mà phù hợp với người có tánh đức tin đấy, đó là pháp thiền niệm tưởng niệm đến ân đức của Phật, ân đức của pháp, hay là tưởng niệm ân đức tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Đấy là những cái pháp thiền tưởng niệm đấy, tùy niệm đấy là phù hợp nhất. Khi mà thực hành những cái pháp thiền đấy, mình sẽ cảm thấy cái niềm tin của mình được phát triển, và cũng có thể từ cái sự thực hành đấy mình cũng có thể đắc định. Thực hành thiền niệm ân đức Phật mạnh thì mình cũng có thể đắc được cận định, niệm pháp, niệm tăng. Sau đó thì chuyển sang mới thực hành thiền hơi thở, hoặc là chỉ dành khoảng 3-40 phút đầu niệm ân đức Phật, sau đó thì chuyển về thực hành thiền hơi thở. Thì lúc đấy cái tâm của mình nó đã được hướng đến ân đức Phật, và nó được thỏa mãn cái niềm tin tưởng hoan hỷ cung kính đối với lại những cái đấng mà mình đang tôn thờ. Vậy là nó đã thỏa mãn rồi, thì lúc đấy quay về hơi thở, thì lúc đấy tâm nó sẽ bớt năng xăng, bớt suy nghĩ mông lung. Còn người mà có tánh tuệ, người có tánh tuệ thì sẽ khi ngồi nó sẽ hay phân tích. Người có tánh tuệ mà thực hành thiền hơi thở thì sẽ phân tích, và nó không thỏa mãn bởi vì thiền hơi thở không có cái để cho nó phân tích. Cho nên nó hay đi phân tích mông lung những cái khác, những khía cạnh không cần thiết, và làm cho tâm hay bị căng thẳng. Thì với cái người có tánh tuệ thì có thể thực hành pháp thiền niệm về sự chết, hoặc là niệm về cái tính ni tham của Niết Bàn, hoặc là niệm về cái sự bất tịnh của thức ăn. Nhưng mà có thể là thực hành về cái pháp niệm về sự chết trên chính mình là phù hợp nhất đối với người có cái tánh tuệ mạnh. Thì cái lúc đấy cái vị mà có cái tánh tuệ mạnh ấy, thì trước khi vào thiền hơi thở, vị đó có thể nhắm mắt lại và tưởng niệm đến cái xác chết một chút. Sau đó thì hướng tâm về cái thân của mình, và mình tưởng niệm là cái mạng sống này thì rất là mong manh, không bền chắc, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến, bởi vì nó cứ tưởng niệm chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, cứ niệm về cái chết cho nó thỏa mãn.
Rồi thì trong cái lúc niệm đấy, vị đó có thể phân tích suy tư, rồi sau đó vị đó chú tâm về hơi thở là cái tâm nó bớt đi lăng xăng. Đấy cũng là cái pháp thiền niệm về sự chết là rất phù hợp với cái người có tánh tuệ mạnh. Còn với người có tánh tư duy thì cũng giống như là với người có tánh sân, thì cứ chú tâm trên hơi thở là được rồi. Vì tư duy là hay suy nghĩ lan man, suy nghĩ lan man. Thì với người có tánh tư duy thì cứ thực hành cái pháp thiền hơi thở là đã phù hợp, không cần phải hành thêm những cái pháp thiền khác. Còn đối với lại các cái biến xứ, các ca xin lá thì có đất nước lửa gió, đen vàng đỏ trắng, ánh sáng hư không. Thì trong đó có bốn cái ca xin lá, bốn cái biến xứ đất nước lửa gió là bốn cái biến xứ đấy, nó mang cái tính thô. Nó mang cái tính thô thì nó sẽ phù hợp với những người có tánh tham. Người có tánh tham phải thực hành những cái gì đó nó thô thiển thì nó mới đỡ tham. Bởi nếu mà cái người có tánh tham mà thực hành những cái pháp về các cái màu sắc đẹp, đen vàng đỏ trắng ánh sáng hư không, thì đó là những cái biến xứ mà nó mang cái tính là tịnh hóa cao. Thì cái người có tánh tham thì hay tham đắm vào những cái màu sắc đấy thì lại khó tiến bộ. Cho nên người có tánh tham mà thực hành các cái khởi đầu bằng thực hành các cái biến xứ thì thực hành đất nước lửa gió. Còn cái người mà có cái tánh sân thì có thể thực hành cái ca xin lá màu như là đen vàng đỏ trắng ánh sáng hư không, thì sẽ phù hợp với người có tánh sân. Thì người có tánh tham và tánh đức tin này giống nhau, người có tánh sân với tánh tuệ giống nhau, người có tánh si với tánh hoài nghi giống nhau. Tánh si với tánh hoài nghi thì muốn tu tập các ca xin lá thì phải làm một cái ca xin lá rất là to, to như cái mâm. Còn với cái người mà những cái tánh khác thì chỉ cần bằng cái đĩa thôi, đường kính 30 phân là đủ. Nhưng mà cái người có tánh si thì có thể làm 5, 6, 70 phân cũng được. Về cái si là cái tâm nó hay suy nghĩ mông lung lan man. Thế vậy là đấy là cái các cái pháp thiền là nó sẽ phù hợp với lại từng cái căn tánh như vậy. Thì trong trong cái lúc mà thực hành, trong cái sự thực hành đấy thì cái người mà thấy mình mà là cái người có tánh tham thì có thể là thực hành thêm những cái hạnh đầu đà thì rất là phù hợp, rất là tốt. Những người có hạnh đầu đà ở đây là người tu theo thêm những cái pháp như là mặc phấn tạp, tức là mặc những cái y như thời Đức Phật thì hay ra bãi tham ma hay là ra các cái bãi rác để lượm những cái vải vụn về may thành y để mặc. Nhưng mà sau này thì không dùng như thế nữa, nhưng mà những người đấy nên mặc những cái y thô xấu, dùng những cái đồ thô xấu ở những cái nơi thô xấu, và gặp gỡ tiếp xúc với những cái người thô xấu, ăn những cái thức ăn rất là thô thiển, kém vị ngon, kém dưỡng. Còn ví dụ như là có những cái người mà hộ độ cho cái người tu tập chẳng hạn, mà cái người này thiện xảo về cái căn tánh của người khác, thì cái sự hành xử đối với người có tánh tham là phải hành xử một cách thô lỗ hay mắng chửi người đấy cũng được. Mình vì cái người đấy mà càng được đối xử một cách tốt thì người ta càng sinh lên cái tâm tham, hoặc là được phục vụ đầy đủ những cái nhu cầu y áo, đồ ăn, rồi là những cái chỗ ở đẹp, là họ tham đắm vào những cái cảnh đấy, và đó lại là một cái chướng ngại cái việc tu tập đó. Thì người có tánh tham với tánh đức tin thì cũng giống giống như vậy. Còn người tánh sân thì lại ngược lại, với người có tánh sân thì lại phải dùng những cái đồ đẹp, ăn những thức ăn ngon, phải thân cận những người dịu dàng hiền hậu, phải có tức là phải ngược lại hoàn toàn với người có tánh tham. Và những cái đề mục tu tập với cái người có tánh sân đấy là những cái đề mục phải mang cái tính nó tịnh hóa, và người có tánh sân đấy thì nên sống độc cư, tức là không nên tiếp xúc nhiều với mọi người và nên sống ở trong rừng. Khi mình sống ở trong rừng thì chỉ có cỏ cây hoa lá thôi, mình đâu có cái gì đâu mà sân. Mình không có cái đối tượng, không có ai để mà tiếp xúc để mà sự với mình thì mình sẽ hết sân. Đấy, cái người mà có tánh sân mà chỉ cần tránh xa được những cái nơi ồn ào, im lặng không nói chuyện với ai là nó sẽ hết sân. Rồi sau đó buông bỏ những cái sân ở quá khứ đi, ở tương lai, ở hiện tại nó không sân với ai hay nữa rồi, thì cái sự tu tập sẽ rất là dễ dàng. Cái tánh sân với tánh tuệ thì cũng giống giống nhau như thế. Còn đấy, cái người có tánh si với tánh tư duy thì cái người đấy khi mà tu tập phải ở một cái nơi nào đó nó mang cái tính nó với người có tánh tư duy thì khác và tánh si thì khác.
Người có tánh si thì có thể ở một cái nơi nào đó mà có một cái không gian thoải mái để cho vị đó quan sát, tức là giống như là vị đó phải có một cái cảnh đẹp để cho vị đó ngắm nghía, cho nó bớt tù túng cái tâm. Nhưng đối với người có tánh tư duy thì lại ngược lại, người có tánh tư duy thì phải ở một cái nơi nào đó, giống như ở trong hang hay là ở trong động, ở một cái nơi nào mà nó kín, không có cái tầm nhìn, không có những cái cảnh quan, không có cái cảnh vật để cho vị đó tư duy. Ví dụ như là một cái người khi mà trời mưa là người ta hay trầm ngâm hay suy tư, nhất là cái người có tánh tư duy. Ngồi trời mưa là người ta hay nghĩ lại những cái chuyện quá khứ, chuyện vui, chuyện buồn, nhớ những cái người thân thương. Rồi là người ta hay viết thư, hay làm thơ, hay sáng tác đủ thứ trên đời. Hoặc là khi mà người ta ngồi ở một cái nơi nào đó có một cái cảnh đẹp, giống như là người ta nhìn trầm ngâm để như ở trên núi, người ta nhìn những cái cảnh vật xa xa, rồi cứ ngồi đấy suy tư suy tưởng trầm ngâm ngâm thơ hoặc là hát hò, hoặc là người ta suy tư đủ mọi chuyện, thì phải tránh không cho cái người có cái tánh tư duy sống ở cái nơi mà nó có nhiều cái cảnh như thế. Vì người ta mà sống ở những cái nơi mà có nhiều cái cảnh thơ mộng như thế thì người ta cứ ngồi người ta ngắm cảnh, người ta ngắm cảnh rồi người ta tư duy, người ta trầm tư, người ta suy nghĩ này kia, người ta quên mất cái việc hành thiền. Đấy là cái căn tánh như vậy. Thì trong cái lúc mà mình tu tập ấy, ví dụ như là bây giờ mình chọn một cái pháp thiền chuyên sâu, đó là thiền niệm hơi thở. Mà trong cái lúc ngồi, năm triền cái nó khởi lên, thì mình sẽ phải gột rửa năm triền cái bằng cái cách đó, bằng cái cách là khi mà mình khởi lên tham dục thì gột rửa nó bằng cách là quán về cái bất tịnh, quán về một cái pháp bất tịnh của tử thi. Khi mà khởi lên sân hận thì mình sẽ quán về hành về thiền tâm từ một chút, giải tâm từ. Khi mà có cái hoặc là mình niệm ân Đức Phật với người có tánh đức tin, hoặc là niệm về sự chết đối với người có tánh tuệ. Còn tánh tư duy thì không, thì cứ tiếp tục cứ duy trì tâm ở trên hơi thở, không cần phải thực hành gì thêm. Đấy là vì mỗi người có cái căn tánh khác nhau. Thì có những người nhận định ra được căn tánh của mình, nhưng cũng có những người thì không nhận định ra được căn tánh của mình. Người nào mà nhận định ra được căn tánh của mình thì sẽ dễ dàng biết cách lựa chọn cho mình một cái pháp thiền phù hợp. Hoặc là người mình không nhận định ra được căn tánh của mình thì mình phải trong lúc hành thiền thì mình để ý năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạng hối, hoài nghi. Thì cái gì mà nó khởi lên nhiều hơn thì mình cũng sẽ tự nhận ra được mình cần phải hành thêm cái pháp thiền bảo hộ nào để cho nó bớt những cái triền cái đó đi. Khi mình diệt trừ được những cái triền cái đó thì cái sự thực hành thiền này nó mới tiến bộ. Còn nếu như mà hành thiền mà cứ để cho năm triền cái nó khởi lên thì không không tiến triển được. Thì trong cái sự thực hành về cái pháp thiền này, có những cái người mà gọi là dễ tiến mà mau đắc, có những cái người thì tiến nhanh nhưng mà đắc chậm, có những cái người thì tiến thì chậm nhưng đắc thì nhanh, có những cái người thì tiến chậm đắc chậm. Thì tại sao có bốn cái người như thế? Thì có cái người mà tiến nhanh tiến mau đắc, ở đây là cái người tu tập rất nhanh, có định tướng, tức là có cái quang tướng nó xuất hiện. Và cái người đấy cũng rất nhanh vào được cận hành định, rồi cũng rất là nhanh chóng phát triển vào an chỉ định được. Ví dụ như là Đức Phật lúc mà còn làm Thái tử Đất Đạt Đa, 5 đến 7 tuổi ngồi dưới gốc cây Hồng Táo, trong cái lúc đấy chú tâm vào hơi thở một cái là phát sinh ra cái quang tướng, chú tâm và quang tướng vào sơ thiền ngay tức thì. Vậy thì đấy gọi là nhanh tiến và tiến nhanh và đắc nhanh. Vậy cái sự tiến nhanh và đắc nhanh đấy là ở cái người đấy là có những cái yếu tố gì? Đó là cái người đấy có cái yếu tố của cái năm căn quyền nó được đồng đều, năm căn quyền mạnh mẽ và đồng đều, và năm triền cái yếu, năm triền cái rất là nhẹ. Những cái người đấy có năm triền cái tham dục, sân, hôn, trầm, thủy, miên, trạng, hối, hoài, nghi rất là nhẹ, mà đồng thời cũng có năm căn quyền rất là mạnh và đồng đều. Đó là đức tin, tín căn, tinh tấn mạnh, niềm tin mạnh này, tinh tấn mạnh, chánh niệm mạnh, nhất tâm mạnh và tuệ mạnh. Cả năm cái căn đấy nó đều mạnh mẽ. Có những cái người thì mình có năm căn này rất là yếu, có những cái người thì cái niềm tin cũng rất là yếu. Ví dụ như là mình có tin về nghiệp quả của nghiệp, mình có tin là con đường đi đến niết bàn,
Hoặc là có tin là những lời dạy của Đức Phật là chân chánh, là sự thật. Nhưng mà có thể cái niềm tin đó nó không mạnh, nó hời hợt thôi, nó nơ mơ. Thì đấy là do cái đức tin nó còn rất là yếu. Cái niềm tin yếu thì tinh tấn, cái sự thực hành nó cũng không nhiệt tâm lắm. Ngồi đây nó cũng hay không có tận tâm và tận lực để thực hành. Cho nên tâm nó hay suy nghĩ mông lung. Đấy là niềm tin yếu thì tinh tấn nó cũng yếu. Tinh tấn yếu thì chánh niệm cũng yếu. Chánh niệm nó hay quên, hay mơ màng. Thì cái nhất tâm nó định nó cũng sẽ yếu và tuệ cũng sẽ yếu. Vậy thì cái người nào mà có niềm tin mạnh thì tinh tấn cũng sẽ mạnh, rồi chánh niệm cũng sẽ mạnh, định cũng sẽ mạnh, tuệ cũng sẽ mạnh. Thì cả năm căn này mà được đồng đều thì tốt nhất. Nhưng mà đôi khi có những cái người các cái căn này nó không được đồng đều. Ví dụ cái niềm tin thì rất là mạnh nhưng mà trí tuệ thì lại rất là yếu. Có những cái người năm căn lại không không được quân bình như thế. Thì cái vị đấy trong cái lúc thực hành phải quân bình lại. Có thể là mình có niềm tin mạnh đấy nhưng mà còn thiếu trí tuệ, cho nên là mình phải tăng cái trí tuệ lên, phải tăng cái sự nhận định, phán đoán cho nó rõ ràng lên để cho nó giảm bớt cái niềm tin đi. Cái tuệ mà mạnh quá, cái người nào tuệ mà mạnh quá thì tín lại yếu. Ví dụ như có những cái người thì tuệ rất là mạnh, hiểu rất là sâu, nhưng mà cái đức tin thì lại rất là yếu, cho nên là cái người đấy hay sinh ra từ cái tuệ mạnh đấy sinh ra náu cá. Sinh ra hay suy xét, hay nhận định theo cái chủ quan của chính mình. Tức là cứ nghĩ rằng mình nghĩ cái gì thì cái đấy mới là đúng. Mình mới là cái người đem ra những cái nhận định đúng, suy xét đúng, hiểu biết đúng và không có tôn trọng những người khác, nghĩ rằng mình với là người có trí tuệ nên là hay có cái tính chủ quan, cho rằng mình đúng và hay thực hành theo ý mình. Đấy là có người có tuệ mạnh quá nhưng mà niềm tin lại yếu. Vì vậy nên là cái vị đấy cần phải biết cách quân bình, là có những cái mà mình không được để cho cái tuệ nó suy xét phán đoán nó quá nhiều, mà có những cái mà mình không thể phân tích, không suy luận được, mà mình cần phải tin tin vào. Ví dụ như mình chưa biết niết bàn là cái gì nhưng mà mình phải tin là có niết bàn, có con đường đi đến niết bàn, có luân hồi sinh tử và có con đường chấm dứt luân hồi sinh tử, có khổ đau, có an vui, có con đường đi đến hạnh phúc, có con đường chấm dứt khổ đau. Thế khi mình cũng phải khởi lên cái niềm tin như vậy thì để cho cái tuệ suy xét, phân tích, phán đoán, soi xét kia nó giảm bớt đi. Đấy là cái người biết quân bình, đức tin với tuệ. Có những người thì tinh tấn rất là mạnh nhưng mà định lại yếu, hoặc là định rất là mạnh mà tinh tấn yếu. Thì những cái người đấy lại cũng phải biết cách quân bình lại. Khi mà tinh tấn nó mạnh quá thì mình cần phải cho cái tâm nó tĩnh lặng lại một chút. Khi mà cái tâm mà nó tĩnh lặng quá, tinh tấn nó lại yếu đi. Thì lúc đấy thì mình lại cần phải phát khởi cái tinh tấn lên bằng cái cách là quán xét về cái sự chết, thúc giục cái tâm, làm cho cái tâm nó gấp rút lên một tí để nó khởi lên tinh tấn. Còn cái chánh niệm thì có cái người nào có chánh niệm mà tốt thì lúc nào nó cũng ghi nhớ được cái đề mục, cái pháp thiền đó. Có những người cái chánh niệm yếu thì nó hay suy nghĩ mông lung sang những cái khác. Thì vị đấy phải cố gắng giữ cái chánh niệm cho nó đồng đều, cho nó luôn luôn hiện khởi, không lúc nào vắng mặt. Thì khi mà mình có được năm căn đầy đủ, năm căn mạnh mẽ mà và năm cái triền cái nó yếu, năm căn mạnh thì người đấy sẽ thực hành nhanh nhất. Tức có những người tại sao có khi người ta thực hành một ngày cũng có thể người ta đã đắc định rồi, có thể vào được cả cận hành định, cả an chỉ định. Nhưng mà cũng có người thì có thể là mình tu tập mình vào được cận định, tức là mình thấy được quang tướng rất là nhanh, nhưng mà để mà vào được an chỉ định rất là lâu. Là tại sao? Cái người mà có thể mình có được cận định rất là dễ, đó là do cái năm triền cái của mình yếu, năm triền cái nó ít. Tức là người đấy không quá nặng về dục tham, không quá nặng về sân hận, không có quá nặng về trạo hối hoài nghi. Nhưng mà cái vị đấy năm căn lại yếu, cái niềm tín tấn niệm định tuệ nó yếu, hoặc là nó chưa được quân bình, có cái này nó mạnh nhưng cái kia nó yếu. Thì cái vị đấy cần phải biết cách quân bình năm căn. Khi ngồi thì mình thấy cái tinh tấn nó mạnh quá thì mình phải lấy cái định để quân bình lại, thấy cái định tĩnh nó mạnh quá thì dùng tinh tấn quân bình lại, thấy cái tín nó mạnh quá thì dùng tuệ để quân bình, thấy tuệ mạnh quá thì dùng tín để quân bình lại. Đấy là do cái năm căn đó nó không được đồng đều, chưa quân bình được. Thì vị, nếu như cái năm căn đấy nó quân bình được lại cái thì cái vị đấy sẽ
đi vào đắc định được một cách nhanh chóng, dễ dàng. Còn có những cái có những người thì tu tập rất là lâu mới có quang tượng, rất là lâu mới vào được đến cận định, thì đó là do năm triền cái nó mạnh quá. Năm triền cái này mà yếu thì sẽ rất là nhanh. Còn có những cái người đấy, mặc dù là mình có năm căn mạnh nhá, tín tấn niệm định tuệ của mình mạnh và đồng đều, nhưng năm triền cái cũng mạnh, năm căn cũng có, năm triền cái cũng mạnh, thì cái lúc đấy vị đó cần phải áp chế năm triền cái bằng cái cách là mình quán xem là cái tánh của mình nó hướng về cái gì nhiều, hướng về tham hay là sân hay là si, tín tuệ hay tư duy gì đó, rồi thay đổi cái pháp thiền cho nó phù hợp với cái tánh của mình, thay đổi cái pháp tu cho nó phù hợp với căn tánh của mình, thì lúc đấy nó sẽ khi mà thực hành theo đúng được đúng cái pháp nó phù hợp với cái căn tánh của mình thì nó sẽ tiến bộ rất là nhanh. Thì đấy là do cái pháp tu nó có cái đối trị, nó có cái sự đối trị đối với lại các cái triển cái, thì vị đó sẽ bắt đầu vào được định. Khi mà vào được định rồi mà cái vị đó có năm căn mạnh ấy, thì có quang tướng một thời gian rất là ngắn, vị đó sẽ vào được an chỉ định, tức là sẽ đắc được các tầng tiền rất là nhanh. Vậy cho nên là có những cái người thì tiến nhanh đắc nhanh, có cái người thì tiến nhanh đắc chậm, có cái người thì tiến chậm nhưng mà đắc nhanh, có cái người thì tiến chậm đắc chậm nữa. Đây là người mà năm căn tín tấn niệm định tuệ cũng yếu, mà năm triền cái tham dục sân hận hôn trầm thụy miên trạng hối hoài nghi cũng mạnh, thì cái người đấy gặp chướng ngại cả hai, đó là năm căn cũng yếu, thì vị đấy cần phải khởi lên đức, tức là phải hướng về tìm hiểu Phật pháp nhiều để mình khởi lên cái niềm tin nhiều hơn, rồi là phải khởi lên tinh tấn, phải phát khởi lên tinh tấn bằng những cái cách quán tưởng về sự chết, phát khởi lên chánh niệm bằng cái cách tưởng niệm về tứ niệm xứ hay là một cái pháp thiền nào đấy, tức là phải thực hành miên mật đi bằng cái cách là nhất tâm tu tập cái pháp thiền, rồi là tăng trưởng trí tuệ văn tư tu lên để phát triển năm căn lên, đồng thời cũng phải làm suy yếu năm triền cái đi, đó là giảm bớt dục tham sân hận ôn trầm thụy miên trạng hối hoài nghi đi, thì lúc đấy vị đó mới. Cho nên là có những người phải tu một thời gian rất là lâu dài sau đó mới có được một chút định, rồi khi có định rồi lại phải trải qua rất dài nữa thì nó mới đắc được vào an chỉ định, vào các cái tầng thiền. Đấy là cái sự thực hành thiền nó như thế, nó còn tùy thuộc vào cái căn tính của mỗi người. Vậy cho nên là mới gọi là cái căn ở đây là năm căn, còn tánh ở đây là cái tâm tánh, tức là có các cái loại tâm tánh ấy, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy đấy. Còn căn ở đây là năm căn ấy, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vậy cho nên mới nói là tùy theo cái căn tánh của mỗi người mà có cái sự tu tập. Có người nhanh, có người tu tập rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng, có những người tu tập phải mất một thời gian lâu, có những người phải rất là lâu, tùy theo cái căn tánh, tùy theo ba la mật của mỗi người. Cho nên là trong cái sự tu tập này không so sánh mình với ai hết, thì cái này nó liên quan đến những cái ba la mật nhiều đời nhiều kiếp. Có những cái người thì không giỏi về pháp học nhưng mà có thể thực hành rất là dễ dàng nhanh chóng. Có những người giỏi, rất giỏi về cái pháp học, tức là nhìn bên ngoài có thể thấy là người này rất là thông minh, trí thức, nhưng mà vào tu tập lại chưa chắc đã có kết quả, có thể sẽ rất là lâu. Cho nên cái sự thực hành thiền này nó không có dựa vào cái người thông minh, trí thức, hay là cái người đấy là một cái người học ít, biết ít, mà cái này nó hoàn toàn tùy thuộc vào căn tánh, căn cơ và cái tâm tánh của mỗi người khác nhau. Cũng không có theo cái tuổi tác, có những người tuổi trẻ, có người tuổi già, không có nghĩa lý gì hết. Có những người già 8-90 tuổi vẫn tu tập dễ dàng, có những cái người còn rất trẻ 20-30 tuổi vẫn tu tập một cách dễ dàng, nhưng mà có những người thì tuổi nào cũng khó khăn, có cái người thì tuổi nào cũng dễ dàng. Vậy cái này cũng không phân biệt theo căn cánh tuổi tác, cũng không có phụ thuộc vào giới tính nam nữ gì hết, mà đấy là nó còn tùy thuộc vào mỗi người như vậy. Vậy cho nên là ai tu thì một thời gian sau có, nếu như cái người nào có cái sự tiến bộ rất là nhanh chóng thì biết là do cái người đấy có cái năm căn tín tấn niệm định tuệ người đấy mạnh, mà năm triền cái tham dục hôn trần thụy miên trạng hối hoài nghi yếu thì sẽ rất là nhanh chóng dễ dàng. Còn nếu như mà mình tu tập khó khăn, cái đó có thể là do năm triền cái của mình nó mạnh quá thì mình cần phải
áp dụng những cái pháp phù hợp để đối trị năm triền cái, hoặc là mình phải biết cách khởi lên những cái căn tánh, tức là khởi lên đức tin, khởi lên tinh tấn, khởi lên chánh niệm, khởi lên cái định và khởi lên cái trí tuệ. Thì những cái căn tánh đấy dần dần trong cái quá trình thực hành thiền đấy, thì những cái tín tấn niệm định tuệ càng ngày nó càng tăng lên, và năm cái triền cái tham dục hôn trầm thủy biên trạng hối hoài nghi càng ngày nó càng yếu đi. Thì trong cái quá trình tu tập thì nó sẽ như thế, rồi dần dần sẽ đi đến đắc định được. Thì có những cái người mình có thể lựa chọn một cái pháp phù hợp với mình, nhưng mà cũng có người mình cứ kiên trì thực hành một pháp, thì tất cả những cái pháp thiền nó đều có cái tác dụng, đó là nó đối trị lại với năm triền cả. Pháp nào nó cũng có đối trị, nhưng mà có cái là mình thực hành được đúng với phù hợp với căn tánh của mình thì nó đối trị nhanh hơn mà thôi. Nó chỉ là đối trị nhanh hơn. Còn nếu không mình cứ kiên trì thực hành một pháp, ví dụ như một pháp thiền hơi thở thôi, nó cũng đối trị được cả tham, đối trị được cả sân, đối trị được cả si, nó đối trị được tất cả những cái triền cái khác. Còn nếu mà tu tập mà để mà lấy cái quán về bất tịnh để đối trị tham, quán về sân để đối, quán về tâm từ để đối trị sân, quán về hơi thở đối trị si, thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ hiệu quả hơn một chút, nó sẽ nhanh chóng hơn một chút. Thì đấy là cái cách mà trong cái sự thực hành thiền, nhất là mình mà biết được cái tánh của mình, hay là cảm thấy được những cái triền cái nào của mình mạnh hơn, thì mình sẽ áp dụng một cái pháp thiền để đối trị những cái triền cái đấy. Khi mà đối trị được những cái triền cái đấy rồi thì tâm mới vào định được. Nếu mà cái triền cái của mình nó còn mạnh, tham dục sân hôn trầm thủy miên trạng hối hoài nghi của mình nó còn mạnh, thì sẽ thực hành sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy cho nên là ngay cả lúc mình hành thiền hay là những cái lúc xả thiền ra vậy, luôn luôn phải phòng hộ các căn, tức là để cho ví dụ như là một cái người nào mà mình hay tiếp xúc với những cái cảnh khả ái, như mình hay tiếp xúc với những cái cảnh đẹp hấp dẫn ở bên ngoài, thì tham dục nó sẽ những người đấy mà hay tiếp xúc với những cái người mà người ta hay nói những cái chuyện tăng trưởng cái tham dục, như là nghe những cái âm thanh, những cái bài hát mà ca ngợi những cái tham ái tham dục ngoài đời, thì cái tâm người đấy sẽ nhiễm tham dục. Vậy với người đấy phải tránh, cho nên là mới trong sự thực hành thiền là tránh không được ca hát, không được xem nghe múa hát du dương, xem những người khác múa hát để mắt mình nhìn, tai mình nghe, là nó sanh ra cái tâm tham dục nó khởi lên. Và tránh những cái người mà thô lỗ, ví dụ như là do mình hay tiếp xúc với những cái người mà người ta hay gây sự, có những cái người mà người ta gặp ai người ta cũng thích gây sự, nói những cái lời nói xúc phạm, có những cái hành động xúc phạm, có những cái ác ý muốn xúc phạm. Thì nếu như mình cứ thân cận với những người đấy, tiếp xúc với những người đấy, thì cái tâm mình sẽ bị sân hận nó chi phối. Vậy nên là muốn thực hành thiền tốt thì cũng phải tránh xa những cái người mà hay có cái tánh sân hận, hay có cái tánh nóng giận, hay gây sự, hay gây cái sự oan trái với mọi người. Thì đấy, mình có thể tránh xa những cái đấy bằng, mình có thể giảm bớt cái sân hận bằng cái cách biết tránh xa những cái môi trường mà hay sinh ra sân hận. Nên là những cái người mà năng xăng, có cái tính là ham chơi, ham những cái trò vui chơi, hay đi đây đi đó, tham quan du lịch, nói chuyện phiếm, nhảm nhí, xem phim này, là chơi những cái trò chơi nó mang cái tính rất là động, như là những cái trò thể thao mà thi đua thắng thua hơn, thì nó cũng làm loạn tâm. Những cái đấy gọi là phóng dật, cái tâm đấy là năng xăng phóng dật, nó cũng rất là loạn tâm, mình cũng phải tránh xa được cái đấy rồi. Vậy nên là cái pháp người thực hành thiền thì mình cũng có thể là cũng có lúc mình vận động thể dục cho nó, cho cái cơ thể của mình nó lưu thông máu huyết cho nó khỏe, nhưng mà bằng những cái sự vận động rất là nhẹ nhàng. Tức là nếu như mình vận động mạnh, ví dụ như người đấy chơi thể thao, đá bóng, đá cầu, hay là chơi những cái trò chơi mà có cái tính đấu thi đua, bên thắng bên thua, thì nó sẽ có cái sự kích động tâm rất là lớn, và nó cho tâm phóng dật, bất an, căng thẳng. Thì cái lúc đấy vị đó không hành thiền được. Thậm chí mà đã đắc thiền rồi mà chỉ cần đi ra ngoài chơi mấy cái trò thể thao đấy, thì dù có vào đến tầng thiền nào về nó cũng tan mất, không còn, không thể định tâm được. Đấy cũng là cái cách mà mình tránh những cái hoạt động làm cho tâm mình bị kích động, bị kích thích nữa, thì làm cho tâm được định tĩnh. Khi đầy đủ những cái yếu tố đấy rồi, thì cái sự thực hành thiền nó mới có thể thành tựu được,
một cách dễ dàng, không khó khăn, không mệt mỏi, không phí sức. Còn những người nào mình không biết tránh những cái ngoại cảnh như thế thì khi ngồi thiền rất là căng thẳng, bởi vì mình bị chi phối, bị giằng kéo bởi những cái loạn, những cái tâm tán loạn. Khi tâm tán loạn ngồi rất là bất an, rất căng thẳng. Vậy mình phải tránh những cái cảnh làm cho tâm tán loạn, và phải ở cái môi trường nào làm cho tâm được an tịnh. Thì cái môi trường làm cho tâm an tịnh tốt nhất là ở trong cái nơi nào mà có nhiều cây cối, rừng núi. Như ở đây mình không có rừng núi nhưng mà trồng nhiều cây, nó cũng giống như là cái cảnh rừng vậy. Thì nó cũng là cái môi trường thiền, nó phải thế, nó phải rất là thiên nhiên, nó phải rất là yên tĩnh, giống như ở trong núi rừng vậy. Thì nó mới yên tĩnh. Còn mình sống ở những cái nơi nào giống như là những cái nơi búa, những cái nơi mà có đông người ồn ào buôn bán phố phường ấy, thì những cái mà ở những cái nơi đấy nó có nhiều âm thanh, nhiều người qua lại, thì rất là loạn tâm, rất là, những cái tiếng ồn nó được gọi là những cái cây gai, là những cái gai nó đâm vào tim của những người hành thiền. Với người hành thiền thì cái tiếng ồn là chướng ngại lớn nhất, cho nên là Đức Phật gọi là với một người chứng sơ thiền rồi thì tiếng ồn là cây gai. Cái gai nó đâm làm cho cái người đấy bị rớt ra khỏi thiền. Với người mà nên nhị thiền rồi thì tầm tứ là cây gai. Với người nên tam thiền thì hỉ là cây gai. Với người nên tứ thiền thì lạc là cây gai. Thì đấy là với cái người sơ cơ mình mới thực hành thiền thì năm triền cái là cây gai. Năm triền cái là nguy hiểm nhất. Nên là phải biết cách đối trị nó. Thì đấy là cái... hết cái bài pháp nói về cái mình lựa chọn một pháp thiền phù hợp để mình thực hành cho nó có kết quả tốt nhất.